lên mấy cái kia ra ai luôn đi như nó không đỏ ra được đấy. Người lên kia. Thâm nhiều. Như cái video nghỉ mới có một tuần nữa đúng không? Nghỉ hôm thứ mấy ta? Năm à? Trời này mà đi chơi là đúng bà luôn nha. Không có nắng. Ủa, chẳng ai đường nắng không em? À. Đường thấy nắng không? Nắng chứ chị. Nắng hả? Nắng mà. Ta chơi âm mưu mà. Bình thường em đi ngoài đường em ít mặc áo khoác lắm. Đây em thấy nắng em mới mặc áo khoác á. Thầm hết rồi. Tự cậy hả? Dạ, em ngồi rảnh không có đi làm thôi. Thấy nha nặng á. Duy nhất là lúc mà nặng được ra cục mụn đúng không? Đúng rồi. Mà được cục nào? Có chị. Mà buồn nhất là cái khúc máu ra. Và cái khúc sau đấy nữa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng đen. Đen được cái mặt luôn đó trời. Vậy hết vui vậy? Hết vui rồi. Buồn xong rồi vui, vui xong rồi buồn đúng không? Đúng rồi chị. Hạnh phúc không bao lâu. Mới buồn đã tới. Nó buồn này nó hơi dai dẳng nha. Này thâm hơi lâu ạ. Này bị cái buồn mà đi tìm niềm vui là xong rồi niềm vui xong nó lại tới nỗi buồn này. Em tự nặng được cũng hay luôn á. Em có cái gương ngay chỗ cái bàn làm việc của em á. Xong rồi em kê cho em nặng. Về bẻ cái gương, cái đập cái gương đi nha. Em bằng cái nặng luôn hả? Không, em nặng bằng tay á. Để thôi chị cắt dùm cái bóng.
Đau. Yếu luôn, chảy mắt. Yếu luôn. Vậy mới hết ra hết chân như anh như em sao ra? Không, em nặng lắm rồi, em thấy nó còn trắng trắng. Khô hơn là khô luôn á. Em thấy da em khô không? Đặc thấy gì? Rồi mà xong nó cứ căng 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 đúng không? Đúng rồi. Tại nhà em có xài chung. Không xài gì hết. Không xài gì chứ. Dùng gì đâu mà đâu. Hồi trước em dùng cái Cetaphil vậy, xong cái em thấy nó mặt em nó bị lên mụn xong rồi thôi, em cũng không dùng nữa. Dùng bằng nước à? Dạ. Dạ, đau chị. Lấy được không? Được, được. Đau, đau, lấy, lại lấy đúng không? Em chảy mắt luôn. Ừ, cố lên. Mày giống như đi trả tiền cho người ta hành mình nha. Hôm nay em đi chơi với người yêu à? Không, em đâu có người yêu đâu. Là cùng ế với nhau à? Công ty yêu nam không à? Thì yêu nam, vậy không có nữ mà yêu nam. Thôi chị. Thì người ta có câu là chị và con trai mới mang lại phúc cho nhau mà. Không phải chị. Ông bà già em biết buồn lắm. Khỏi về luôn hả? Chịu chết luôn á. Ừ. Của em đâu? Của em ở An Giang. Như anh Giang mới có vụ giết người ấy, đúng không? Quá trời luôn chứ. Thế nó kêu là 5 thằng nào chém một thằng đứt đầu luôn mà. Đứt tay. Thì lên mạng nó kêu đứt đầu. Ở ngay chợ hay gì đó mà. Đứt tay á. Thế nó quay trên TikTok ấy. Nó không nói vụ gì nhưng mà thầy kia bảo là chém đứt đầu. Đâu, đâu có đứt đầu rồi. Đứt tay là hả? Nó đi ngang nó chém đứt tay em. 5 người chém 1 người mà. Đúng rồi. Trời ơi, vậy mà trên mạng đồn chém đứt đầu luôn. Để mà trên mạng đồn bay qua chém đứt đầu. Biết chưa. Rồi. Này, mụn này em. Đây, đây, đây. Ủa, sao nhiều vậy? Cái mụn nó to như này mà em nặn xong mà nó ra được. Thấy không?
Sao nhiều dữ vậy nữa hả? Mẹ không ngờ nó nhiều như vậy. Em không ngờ nó nhiều như vậy đâu.